Thì đây là lô đất nha anh chị. Lô đất này ngang 6 mét, dài 27 mét, thổ cư 100%. Đất thì nó cách quốc lộ 51 khoảng chừng hơn 400 mét thôi. Đây là quốc lộ 51. Ở bên tay trái tôi là siêu thị Copmark nha anh chị. Đây là đường dẫn vào đất này. Thì từ đường quốc lộ 51 mình chạy vào đường này thì đất nó nằm ở bên tay phải. Lô đất này thì có cái vị trí rất là đẹp, nó nằm ở gần quốc lộ 51, gần cảng quốc tế Cái Mép, gần khu công nghiệp Mỹ Xuân, gần khu công nghiệp Phú Mỹ và gần Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ nha anh chị. Chỗ ghim đỏ là vị trí của lô đất, còn đây là quốc lộ 51 và đây là khu công nghiệp Phú Mỹ nha anh chị. Và toàn bộ cái khu vực giáp sông này là cảng quốc tế Cái Mép, một trong những cái cảng nước sâu rất là lớn. Ở đây thì có Tân Cảng này, POSCO này, SSIT này, rất là nhiều anh chị ha. Thì đất nó cách cái cảng Cái Mép này chỉ vài phút thôi nha anh chị. Vâng, xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Vị trí tôi đang đứng là trước tòa nhà 18 tầng của thị xã Phú Mỹ nha anh chị. Ở bên tay trái tôi là cái siêu thị Copmark và trước mắt tôi là đường Trường Chinh nha anh chị. Thì hôm nay tôi sẽ quay cho anh chị xem một lô đất ngang 6 dài 27 mét, nó cách quốc lộ 51, cách chỗ này chỉ 400 mét thôi. Từ đây mà mình chạy vào. Đây là tòa nhà 18 tầng của thị xã Phú Mỹ. Đây là đường chạy vào đất. Ở bên tay trái là siêu thị Copmark. Giới thiệu qua một chút xíu để cho anh chị nắm được các vị trí. Cái hướng này là hướng đi về Sài Gòn anh chị. Ở còn trước mắt kia là cái tòa nhà của Đạm Phú Mỹ nha. Thì đây là cái vị trí giao giữa đường Trường Chinh và đường quốc lộ 51 nha anh chị. Ở bên tay phải tôi sẽ là cái hướng đi về thành phố Vũng Tàu, đi về Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu, đi về biển Long Hải, thì đi hướng này. Cái lô đất này thì nó có cái vị trí rất là đẹp nha anh chị. Nó rất là gần cảng quốc tế Cái Mép, gần Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ, gần khu công nghiệp Phú Mỹ, khu công nghiệp Mỹ Xuân nha anh chị. Cái vị trí khá là đẹp. Chỗ này thì rất là đông dân. Thì lô đất này có cái giá là 2 tỷ 850. 2 tỷ 850, đất là hướng chánh đông anh chị. Từ đây mình chạy vào khoảng chừng 400 m hoặc hơn 400 m một chút. Thì bây giờ tôi sẽ dẫn anh chị chạy vào đất ha. Đường này là đường Trường Chinh. Bên tay trái là công ty đô thị của thị xã Phú Mỹ. Thị xã Phú Mỹ là một cái thị xã cảng biển nha anh chị, sắp tới có thể là lên thành phố cảng biển ha. Nên dân cư đây khá là đông, kinh doanh buôn bán khá là tuyệt vời. Ở đây thì nó còn một lợi thế nữa là nó gần sân bay Long Thành nha anh chị. Mình đi về sân bay Long Thành nó rất là gần. Chắc nó khoảng chừng ba mươi mấy cây thôi. Khoảng ba mấy cây thôi. Và sắp tới thì lại có thêm đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cái trục đường quốc lộ 51 hiện hữu thì anh chị đã biết rồi. Cái bức tường màu vàng này là trung tâm y tế thị xã Phú Mỹ này anh chị. Trong này đường xá, cái hạ tầng người ta làm rất là đẹp nhá. Nó là ô bàn cờ rất là đẹp. Thị xã Phú Mỹ là cảng biển và công nghiệp. Thì như anh chị đã biết, không có nơi nào mà cảng biển mà nghèo hết trên anh chị. Cảng biển là kết hợp với công nghiệp thì nó lại quá tuyệt vời rồi. Đây là gì đây? Trường Trung học phổ thông Phú Mỹ bên tay phải luôn. Đấy, thì tôi sẽ quay chi tiết các đường đi vào để mỗi khi mà anh chị có ở gần hay anh chị nào biết chỗ này để có thể tự chạy vào đất được ha. Đường xá rất là khang trang. Đất Phú Mỹ thì nó rất là có giá nha anh chị. Rất là có giá. Tại vì ở đây cái nhu cầu nó rất là nhiều. Như anh chị đã biết thì ở nơi nào cũng công nghiệp thì nơi đó phát triển rất là khủng khiếp. Thóc đâu thì bồ câu ở đó. Nơi nào có công ăn việc làm thì người dân tới đông. Người dân tới đông thì đồng nghĩa với lại kéo theo các ngành nghề dịch vụ, việc công ăn việc làm các thứ.
Đây là trường cao đẳng quốc tế Vabit. Đây, cái lô đất này nó nằm ở cái vị trí nó khá là tuyệt vời anh chị. Đây lại gần núi nữa nha, gần núi. Đấy. Đất thì thực ra quay video đất thì quay nó dễ rồi, chủ yếu là quay những cái hạ tầng xung quanh, những cái tiện ích xung quanh như thế này để cho mọi người nắm được ha, nắm được. Bên tay trái là cái khu nhà ở của công ty thép miền Nam này. Đây rất là sầm uất là anh chị, đây rất là sầm uất luôn nha. Lô đất này thì của bà cô, bà ở Sài Gòn mà gửi mình bán, cô bán đi để dưỡng già. Đây là doanh trại của ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ. Đây thì tới đây này anh chị, tới cái tam giác này thì là mình sẽ rẽ vào đất nha, mình rẽ phải vào. Đây, mình rẽ phải vào đây anh chị ha. Phía bên kia là trung tâm đăng kiểm. Để mình rẽ vào đây này. Đấy. Đấy, đất thì nó nằm ở đường này ha. Đường Trường Chinh mình chạy vào khoảng chừng hơn 100m gì đó. Lô đất này có cái vị trí khá là đẹp nha anh chị. Nó cách đường Trường Chinh khoảng chừng hơn 100m thôi. Trường Chinh mình chạy vào thì đất nó nằm ở bên tay phải thôi. Đường này thì là đường nhựa khoảng 8m nha anh chị. Sắp tới thì sẽ được thảm nhựa mới lại. Tại vì đường nhựa này cũng thảm nhựa khá là lâu rồi, nên bây giờ nó cũng xuống cấp một phần. Đấy, đây là tới đất nha anh chị ha. Đất nằm ở bên tay phải tôi. Và đây là cái con đường trước đất nha anh chị. Đây là đường trước đất này. Đấy thì lô đất nó nằm ở bên tay phải. Đây là vị trí của lô đất anh chị ha. Đấy, chỗ cái lùm cây này, đất không sử dụng nên cây cỏ nó mọc rất là nhiều. Đấy. Diện tích của nó là ngang 6m, dài 27m nha, từ cái căn nhà lầu này kéo sang bên này, dài vào trong kia là 27m, thổ cư 100%, đất là hướng tránh đông, sổ hồng riêng nha anh chị, đất ở nông thôn. Thì từ đất mình chạy ra Trường Chinh này, đấy, đây là hướng ra Trường Chinh này, 100m nó hơn xíu là tới Trường Chinh rồi. Đấy, ra Trường Chinh mình rẽ phải là nó ra quốc lộ 51 luôn. Đây là xung quanh đất, xung quanh thì dân cư khá là đông. Tại vì thị xã Phú Mỹ là một cái thị xã cảng biển và công nghiệp, nên nó rất là đông dân cư. Đấy. Còn hướng bên này thì nó sẽ chạy vào trong kia, còn rất là đông dân cư. Trong này thì tất cả các hướng đều ra quốc lộ 51. Thì cái vị trí đất thì nó cách cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khoảng chừng vài km anh chị ha. Đấy, đây là lô đất. Lô đất này thì của bà cô bà mua lâu rồi anh chị. Người ta mua từ năm 2005. Đấy, giờ thì cô không sử dụng nữa thì cô bán đi để dưỡng già nha anh chị. Cô ở xa nên không chăm sóc được nên cây cỏ nó mọc khá là nhiều. Chắc là lâu rồi cũng không có lên thăm đất. Đấy, xung quanh đất thì dân cư rất là đông. Đấy. Đây là cái sổ hồng của lô đất này anh chị. Đấy, cô thì bận quá, cô không có chụp sổ chính mà cô chụp luôn cho mình cái sổ photo. Tại vì người già mà anh chị, anh chị cũng thông cảm nha. Đấy, ngang 6m, dài 27m này, vuông vức ha anh chị. Trên sổ thì là đường nhựa 4m nhưng thực tế thì nó hơn nha anh chị. Đây là cái thông tin của lô đất này. Đấy, thửa số 469, tờ bản đồ số 78, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng diện tích là 162m, đất ở nông thôn. Còn đây là cái dấu mộc. Đây, toàn bộ thông tin đây, đất ở nông thôn, sử dụng lâu dài, sử dụng riêng nha anh chị ha. Và còn đây là cái vị trí của lô đất ở trên bản đồ vệ tinh. Để tôi chỉ cho anh chị xem chi tiết ha. Đây là cảng quốc tế Cái Mép và khu công nghiệp Phú Mỹ này. Đấy, còn cái con đường cắt ngang là quốc lộ 51. Vị trí chấm đỏ là vị trí của lô đất nha anh chị. Đây là
là toàn bộ cái vị trí xung quanh của lô đất này, nào là khu công nghiệp Phú Mỹ, khu công nghiệp Mỹ Xuân, cảng quốc tế Cái Mép, trung tâm hành chính của thị xã Phú Mỹ đều nằm đây. Tất cả các sở ban ngành, những cái gì của trung tâm thị xã Phú Mỹ cũng nằm ở ngay khu vực này. Thì lô đất này nó nằm trong cái khu vực là ngay trung tâm luôn anh chị. Đấy, thì từ quốc lộ 51 anh chị có thể thấy này. Đấy, đây là quốc lộ 51 ha. Con đường cắt ngang sẽ là đường Trường Chinh, Trường Chinh giao với quốc lộ 51. Đấy, zoom lớn cho anh chị thấy. Cái góc bên tay trái là siêu thị Comac, góc bên tay phải là tòa nhà 18 tầng. Đấy, quốc lộ 51 mình chạy vào Trường Chinh khoảng chừng 400m hơn một chút. Thì đất nó sẽ nằm ở cái con đường bên tay phải nha anh chị. Đường đi rất là dễ thôi, anh chị có thể tự đi vào đất được nếu không cần tôi dẫn xem. Đây là vị trí của lô đất này. Đấy, từ đường Trường Chinh mà mình vào nó khoảng chừng 100m thôi anh chị. Hạ tầng của thị xã Phú Mỹ cũng cực kỳ là ok, sắp tới thì sẽ được làm mới một phần và sửa lại một phần. Đây là vị trí của lô đất ở trên bản đồ vệ tinh. Đấy. Mình chạy ra phía này thì nó có xe thông ra quốc lộ 51 hết nha. Đấy, dân cư ở đây đông. Ở đây anh chị có thể xây nhà ở đây để đầu tư này, hoặc là có thể xây nhà trọ, xây nhà cho thuê. Đấy, zoom nhỏ là chút xíu thì cho cô chú anh chị xem được toàn bộ cái khu vực này. Đây là khu nghiệp Phú Mỹ. Đây là cảng nước sâu, cảng quốc tế Cái Mép, đấy, Tân Cảng Sài Gòn này, cảng Phú Mỹ này, POSCO này, SSIT, đấy, nhiều lắm ha. Đây cảng quốc tế, đây là cái cảng nước rất là sâu nên nó đón được những cái tàu trọng tải rất là lớn. Đấy. Ở đây thì công ăn việc làm không thiếu đâu anh chị. Đấy. Đây là zoom nhỏ lại toàn bộ cái vị trí cho anh chị thấy rộng hơn. Thì từ đất anh chị đi ra thành phố Vũng Tàu nó khoảng chừng 30 mấy cây. Đấy, 30 mấy cây ha. Đi Hồ Tràm thì nó phải khoảng chừng hơn 40 cây ha. Hồ Tràm hơn 40 cây. Long Hải cũng khoảng 30 mấy cây. Đấy. Đấy, zoom lại một lần nữa cho anh chị thấy được cái vị trí. Đấy. Ngang 6m, dài 27m nha anh chị. Giá cô chủ đất cô mong muốn là 2.850. Đây là quốc lộ 51 này. Chạy vào này. Chạy vào thì đất nó sẽ nằm ở phía bên tay phải.